Chiều ngày 20 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 13 tháng 4 năm Giáp Thìn, tại chùa Phú Hội, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Giang Thành trang nghiêm cử hành đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Trong không khí trang nghiêm, hội chúng được lắng nghe Hòa thượng Thích Giác Nghiêm cung tuyên thông điệp Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại đức Thích Huệ Tánh, cán bộ văn phòng hai trung ương giáo hội, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Giang Thành, tuyên đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ni sư Thích Nữ Huyền Thanh, phó ban trị sự, kiêm trưởng ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, tuyên đọc ý nghĩa Phật đản của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, ông Danh Rớt, đại diện lãnh đạo chính quyền, mong muốn Ban trị sự Phật giáo huyện Giang Thành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia tích cực, làm tốt các công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, hướng dẫn đồng bào Phật tử chấp hành nghiêm chỉnh hiến chương và pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Giang Thành đã trao 20 phần học bổng cho các em học sinh, ủng hộ kinh phí xây dựng 2 cây cầu trị giá 350 triệu đồng cho bà con tại xã Vĩnh Phú và trao 100 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, gồm 10 kg gạo và nhu yếu phẩm. Tổng giá trị là hơn 380 triệu đồng.